Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này mình quay bà con xem về thứ nhất là mình thăm vườn và hỗ trợ cho bà con nông dân, đó là anh Hải ở xã Cư Ca Bang, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk. Thì cái vườn chanh dây này anh trồng mới được có 4 tháng thôi, và một số chanh dây thì anh mới trồng dặm lại. Thì đây mình quay toàn bộ cái vườn cho bà con xem á. Thì với cái vườn có chanh dây á, thì nói chung là anh trồng cái hệ thống nói chung rất là tốt, thoát nước tốt. Thứ hai nữa là kênh mương rãnh đầy đủ hết. Cái cũng khó khăn cho đây chứ, nó là cỏ anh làm chưa có được thông thoáng mấy. Thì về dàn cây rồi anh làm nói chung là rất là chi tiết và cụ thể. Rồi vấn đề thứ hai ở đây là gió rất là mạnh và cái nhiệt độ ở đây rất là cao. Thì vườn chanh dây này mới trồng có 4 tháng thôi thì nó bị hiện tượng là tóp trái, như mình quay các bạn xem á. Khi trái chuẩn bị chín mà nó tóp, thì như bà con ta biết á, hiện trạng mà chín xong tóp á thì chúng ta sẽ bán chanh múc thì nó rất là rẻ và giá thành nó không được cao cho bà con nông dân chúng ta. Khi trồng một cái dây chanh dây chúng ta thì luôn luôn mong được thứ nhất là trái đẹp, giá thành cao, lợi nhuận cao. Chúng ta trồng trái đẹp thì như nó bị tóp hết á, như mình rứt nãy giờ bà con xem á, thì nói chung mình sẽ không được lợi nhuận cao. Thì qua clip này mình sẽ quay cho bà con chi tiết hết cái vườn của anh Hải ở xã Cư Mơ Nông, thì hướng dẫn cho anh và hỗ trợ cho anh về cái việc đó, nhất là chanh dây của anh á nó bị hiện tượng tóp trái. Thì nguyên nhân ở đây thứ nhất á, mình tư vấn bà con xem á, thứ nhất là anh thiếu trung vi lượng kẽm, magie, canxi, bo, mangan. Thứ nhất là cái thứ hai nữa là ở dưới rễ của anh nói chung cũng không được nhiều nên nó hút dinh dưỡng cũng không có đủ. Và cái quan trọng nhất là vùng đất, thì mỗi theo vùng đất cũng có những cái thổ nhưỡng riêng. Nhưng mình nói bà con nhé, ví dụ như vùng đất đất cát, đất sỏi thì nó khác với nhau rất là nhiều, mỗi vùng đất nó khác nhau rất là nhiều nên cái chế độ dinh dưỡng nó sẽ khác nhau. Như với vùng đất sỏi nha, thì nói chung thực chất ra là anh bón rất là nhiều phân rồi, nói chung anh bón vi sinh rất là nhiều, NPK kẽm đồ nó bón rất là nhiều, nhưng mà cái lượng hấp thụ cái chanh dây nó không được nhiều nên dẫn đến tình trạng là tóp trái. Thì qua cái vườn này mình quay rất là chi tiết cho bà con xem á, trái rất là đẹp đều, nói chung là vườn này chưa có bệnh gì hết. Thì mình cũng tư vấn cho anh là thứ nhất là phòng bệnh. Thì cái vấn đề phòng bệnh mình cũng nói hầu như là rất rất nhiều clip rồi, và con biết cái quan trọng nhất là con chọn đúng giống rồi, đúng không nói rồi. Cái thứ hai nữa là phun côn trùng chích thúc định kỳ tùy vào thời gian, có nghĩa là nếu mà mưa nhiều á và con có thể phun khói cho mình nè, 3-4 ngày phun khói một lần. Còn nếu mà thời tiết mưa nắng mưa thất thường có thể phun thuốc sâu 5-7-10 ngày một lần. Thì bà con phải xua được cái côn trùng chích thúc, đừng để nó là nguồn, nhưng là nguyên nhân chính á, nó lây bệnh cho cái vườn dây chúng ta, có nghĩa là lây từ cái vườn mà không bệnh nó qua ba cái đám của mình không bệnh hết á, là chích thì dẫn đến tình trạng vườn chanh ta bệnh. Đó là vấn đề mà côn trùng chích thúc. Thì vườn chanh này mục đích chính đó mình cũng nói thẳng luôn là cái bệnh tóp trái này bà con ta nói chung nó khắc phục rất là dễ. Chúng ta phun và đổ gốc sản phẩm của Nhật, đó là Isojibin, Kelbun và Nobita, và sản phẩm Hibarin chúng ta đổ gốc. Thì mình cũng cho anh Hải phun và đổ gốc, thì theo như mình khuyến cáo thì anh làm khoảng có 3-4 lần á thì cái lứa trái nó không bị nữa. Và sau này anh phải phun định kỳ, có nghĩa là lứa chanh mới ra chúng ta cũng phải phun luôn, chúng ta cho ăn bóng lá trên bình thường á, thì cái tình trạng của anh sẽ khắc phục được hầu như tuyệt đối hoàn toàn, không có bị lại nữa. Đó là cái bệnh tóp trái, khi nó chín là vẫn bị tóp. Thì mình chia sẻ với bà con xem á, thì ai có hiện trạng mà bị giống cái bệnh này á, bà con vui lòng gọi số điện thoại dưới thì mình sẽ tư vấn cụ thể về thuốc và cách sử dụng để con khắc phục được cái bệnh này, và tránh tình trạng khi mà con chuẩn bị bán rồi á mà không được vào chanh nhất chanh chợ mà bị do chanh mút hết, thì lúc đó giá thành chúng ta không cao, chúng ta lỗ lãi. Thì với hiện trạng năm 2017 chuẩn bị bước sang 2018 thì mình khẳng định cái lượng chanh dây mà chanh đẹp á rất là hiếm, nên có thể giá thành chúng ta sẽ rất là tăng rất là cao qua cái dịp Giáng sinh và dịp Tết 2018. Đó là mình ước lệnh bà con. Thì với vườn này á, anh trồng cũng hầu như là 1 hectare, chung là anh bố trí rất là rõ ràng cụ thể. Mình cũng quay từ từ bà con xem, thì ai có hiện trạng mà rơi vào cái tình trạng như của anh Hải á, ở xã Cư Ca Bang, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk á, thì bà con có thể áp dụng vào phương pháp của mình nói. Thì mình nhắc lại là tất cả các vườn chanh dây bây giờ bệnh á, hầu như là do bà con chọn nhầm giống này. Thì cái đó là những cái yếu tố quan trọng nhất về khâu chọn giống. Và cái thứ hai nữa là cái côn trùng chích thúc á. Cái côn trùng chích thúc á, mình khuyên bà con phải quản lý được. Thứ nhất là đối với bà con trồng với quy mô lớn nha, cái này mình nhắc với quy mô lớn á, vì nếu mà thời tiết nó mưa nhiều á thì bà con phải hun khói cho mình,
mình nhắc nhở rất là nhiều vấn đề này, là mình chia sẻ với bà con á. Nếu không phun được thuốc sâu, thuốc trừ côn trùng với thuốc thì bà con phải có chế độ phun khói cho mình. Ví dụ mưa dầm nhiều quá, nhiều ngày liên tục quá thì bà con 3 đến 4 ngày bà con phun khói cho mình, chịu khó phun khói. Chứ không là sau cơn mưa á, thì mình khẳng định cái tốc độ của bệnh virus nó lây rất là nhanh cho bà con. Hầu như nó chiếm là 50 đến 70%, nó lây rất là nhanh. Đơn đầu bà con thấy chỉ một hai cây thôi, sau cơn mưa thì nó lây đến 15 đến 20 cây, sau có một cơn mưa nữa là lây nửa vườn. Thì lúc đó bà con khắc phục rất là khó và muộn màng, nói chung tốn rất nhiều chi phí. Bà con phải cắt bỏ hết tất cả những cành bệnh cho mình sâu vào từ 30 đến 40 phân, phun trùng thuốc và phun thuốc thì cho cái lứa mới ra sẽ không bị nữa. Đó là vấn đề về cái bệnh virus mình nhắc nhở bà con. Thì với cái vườn này của anh Hải thì mình cũng nói với bà con xem hết rồi, thì qua clip này á thì mình cũng chia sẻ cho bà con xem. Bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo của bên trái cây theo mùa lắc. Mình sẽ thăm vườn và kiểm tra một số vườn để bà con nhận nhận được cái vườn chanh dây của chúng ta nó có rơi vào trường hợp nào, để bà con có phương pháp khắc phục để tránh tình trạng bà con chúng ta trồng lên mà phủ vàng nó gặp một số tình trạng bệnh, bà con mất trắng không có thu thì rất là tội cho bà con nông dân của chúng ta. Thì mình quay clip này nói chung là cũng rất là chi tiết và cụ thể, bà con xem được cái nguồn giống của mỗi vườn nó mỗi khác nhau. Thì cái vườn giống của anh Hải này anh chọn chứ là rất là chuẩn, mình cũng rất là yên tâm về cái vấn đề anh chọn giống này. Và vấn đề thứ hai nữa là anh phòng bệnh định kỳ phù hợp và côn trùng kết thúc nữa thì vườn anh sẽ không có bệnh, và bệnh nói chung là hầu như rất là khó. Và anh cũng trồng ở khí hậu này, nói chung là mình cũng cảm nhận được là rất là phù hợp. Thứ nhất là vùng của anh rất là nắng nên cái sản lượng chanh của anh nó sẽ đạt, nó dễ làm hoa đậu phấn vào cái mùa đông sắp tới. Tuy ảnh hưởng nhiều nhưng cái vùng của anh sẽ không bị ảnh hưởng vì thời tiết của anh rất là thuận, nó nắng rất là nhiều nhưng mà anh vẫn có cái nguồn nước tưới nó phù hợp cho cây dây của anh, nó không bị hao hụt cái nguồn nước. Và cái thứ hai là cái thời tiết rất là thuận, nắng nhiều nên cái dễ khó bị bệnh, nên vườn của anh sẽ rất khó bệnh và cái mầm bệnh sẽ khó lây lan. Vì cái vùng này có một mình anh trồng cây dây thôi nên nó rất là tiện cho anh về cái việc chăm sóc và quản lý cái mầm bệnh về côn trùng kết thúc. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip mình quay, và bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình cái động lực mình quay tất cả các video tiếp theo để cho con xem, là bà con có thể áp dụng vào vườn của mình. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.
Thank you.